Hello anh em, hôm nay tôi sẽ review chiếc cặp mới của anh Chảo nghe nè. Cặp này cặp dữ nha anh em. Anh em đi theo tôi nè. Anh Chảo có thể giới thiệu chiếc xe này nhẹ cái cho em được không anh Chảo? Xe này xe bên Thái luôn em. Bên Thái thì còn không anh? Mới nhập về chiếc nữa thôi. Mới nhập về, hôm qua là chiếc kia là nó hơi cũ rồi, là chiếc mới. Anh có thể nào giới thiệu vài món đồ chiếc xe này được giùm em được không anh? Vô đây anh lên ngồi cho mày coi cái. Dạ, mà thử cái không ạ? Em thấy sao xe được không? Quá đẹp luôn anh, tướng anh ngồi xe quá quá nè. Anh giới thiệu giùm em cái này là cái gì anh? Đó giờ em mới chưa biết giò mà giò gác mà lúc mà mình nổi á, mình nổi rồi kia mình gác lên. Nè em có em coi nó. Cái này lợi hại quá anh ơi, cái này ghê nè. Đúng Thái luôn. Đúng Thái luôn, hàng Thái à. Đúng rồi. Này dữ quá. Còn cái này là gì anh? Cái này là cái đồ mà cái tại lúc mà em lăn xe vậy nè. Cái em mở cái em để tay lên giật. Nổi cắn tay. Cái này xe này chắc ngồi chắc không ai lít đâu ha anh. Không em. Em thấy cái miếng gì dưới đây ở đây anh để tới 3 miếng mút luôn. 3 miếng mút 4 miếng luôn em, tại vì nó mượn ha, mà em coi nó dày 3-4 miếng luôn. Xe này dữ quá anh ơi. Không mấy anh giới thiệu cặp bánh cho em coi nhẹ cái đi, cái này chắc là Thái quá anh. Đúng rồi, đi Thái mà anh nhập nguyên con Thái luôn mà. Điện đôi luôn à. Điện đôi luôn chắc lắm, này này chắc lượng lắm em. Cam này chắc cũng như cam hôm qua, cam gum đúng không anh? Không, mã gum là hôm qua hơi bị cũ rồi, con này là cam bên Thái luôn. Dạ, cái này mới nhập về. Còn cam này cam gì anh? Cam ấy nữa đó hả? Không, hiệu khác. Hiệu khác nữa. Cái hiệu gì mà anh quên mất tiêu rồi. Thôi vậy này hàng hiếm đó, dạ chưa ai có nên anh quên. Không ai nhá, đùm gác xin boy, đùm gác xin boy, gác xin boy. Rồi cặp bánh này sao anh đi bánh mũ anh? Không có, em thấy mũ đâu, mũ nhựa em, nhựa của Thái luôn á. Nè em gỡ em mèo mềm mèo. Đúng rồi, mềm luôn anh ơi. Của Thái á. Dạ. Em coi gì em coi tiếp đi. Vẫn là cái thắng nè, cái thắng rồi đó anh. Trời ơi, thắng là thắng Thái của anh nữa nè. Em đang chạy nè, ví dụ nè. Đó, đứng. Đứng. Chắc ăn cái thắng này là em thấy chiếc nào anh đậu cũng có thắng này. Thắng này chắc dữ. Thắng tay đó. Hình thành. Đúng rồi, thắng ăn nữa nè. Thắng tay mà em. Cái xe này em cứ coi đi. Em coi chút nha anh. Em muốn thấy dữ quá. Đứng anh ngồi xe này đẹp à. Đúng rồi, anh ngồi ăn xe chứ. Anh có muốn xe này, anh có thấy muốn đề xái tài xế gì không? Anh cứ đang cần tiền một tài xế nè, nếu mà em làm thì em làm cho anh đi. Dạ, thì để em luôn. Không mấy em có một bạn. Đâu vô thử làm tài xế được cái không anh? Tôi nha bạn. Bạn nè. Giúp bắt đầu nè. Nãy không ai. Em không, em tài xế được cứng nè. Tài xế được cứng em. Anh chịu tài xế này nè, anh chịu tài xế này. Chiếc xe này, chiếc xe này như anh Chảo mới mua về nè, chưa lột bọc luôn. Chưa lột tem luôn mà, chưa lột tem. Mới mình thử lại cái nữa cho anh em ra xem lên hai bánh luôn anh, bánh sau bánh trước luôn nè. Bắt đầu luôn anh ơi. Bắt đầu luôn ơi, bắt đầu. Này nữa anh ơi. Xe được cứng em. Xe cứng. Anh Chảo sao rồi, cái gì anh Chảo? Lần sau anh để mấy cái điện thoại, nước ngọt, thuốc rồi em. Chắc cái này phải tay biến không anh? Thôi tài xế rồi, vô để anh đi dài nè. Để anh đi, tay biến nè, để.